Khuyết điểm thì em nói ra thì em lại sợ mọi người buồn cười, bởi vì là em sợ chết. Em sợ chết. Sợ chết hả? Dạ, em sợ chết. Bản thân em là người chủ của công ty, nhưng mà thỉnh thoảng em đi làm thì không phải lúc nào em cũng ăn mặc như vậy. Thỉnh thoảng em đi em mặc quần rách không à? Quần rách là tật ra từ đâu cũng được, chẳng luôn mà rất là em cũng rất là khùng. À, tức là không quan trọng ăn mặc, dạ. Quan trọng trái tim rắn thôi. Đừng có lộ lắng phản cảm quá là được. Còn lại bạn cứ thoải mái tự tin khoe cả tình. Rồi, rồi, rồi là hiểu. Rồi. Nghe hiểu chưa Thu? Dạ chưa? Hiểu. Một là không cưới, thứ hai nếu đã cưới thì đó sẽ phải là cái cuộc hôn nhân đầu tiên và là cuối cùng luôn. Anh không muốn vội vã để rồi là trong một thời gian ở với nhau mình nhận ra rằng đó là một sự sai lầm. Chẳng thà mình có một thời gian dài yêu đương thật là mặn nồng, thật là thắm thiết, rồi đến một ngày đó mình cảm thấy mình thực sự cần nhau trong cuộc sống thì mình mới kết hôn. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Và bây giờ xin mời bạn nữ. Bây giờ thì bạn nam giới thiệu về mình đi. Xin chào MC Quyên Linh và MC Nam Thư. Xin chào bạn gái bên cạnh cũng như những người thân địa bàn ngày hôm nay. Xin chào quý vị khán giả. Mình tên là Nguyễn Thiền Thông. Năm nay mình 30 tuổi, mình đến từ Huế. Huế hả? Dạ em Huế. Ừ, ở Đông Hướng rồi. Thông làm công việc gì? Dạ hiện nay em đang là chủ sở hữu và giám đốc điều hành của công ty do chính em thành lập, chuyên về đào tạo Anh ngữ và tư vấn du học. À, tức là dạy tiếng Anh rồi đó hả? Em có hai cơ sở ở Huế và một chi nhánh ở Vũng Tàu và đang có hy vọng là muốn mở chi nhánh ở Sài Gòn luôn. Ồ, chúc mừng bạn nha. Ồ, giỏi quá. Ui, tự hào dễ sợ. Quế Minh. Chào em. Rồi. Chào chị. Em xin chào chị Nam Thư, anh Viền Linh cùng bạn nam bên cạnh. Em tên là Trần Thị Thu, em đến từ Bình Định, năm nay em 32 tuổi. Em làm bên thiết kế và em đang sống ở Hồ Chí Minh. Thiết kế là mình thiết kế gì hả em? Dạ em thiết kế bên thời trang đó chị. Nhìn em hết sức là style. Qua giới thiệu thì bạn nữ bên kia đó, dạ, là 32 tuổi đúng không? Dạ. Hơn bạn trai bên đây 2 tuổi. Dạ. Mình có ngại ngùng công việc đó hay không? Dạ, người Huy em có câu là nhất gái hơn hai, nhi trai hơn một. Đúng rồi. Cho nên thực ra chuyện đó là theo em nghĩ là trong chuyện tình cảm thì tuổi tác không thực sự quan trọng lắm. Rồi, tốt. Bây giờ đàn gái cho chúng tôi biết một chút xíu về những cái ưu điểm và khuyết điểm của bạn đi. Dở tin, hiền và em dở tha thứ cho người khác. Còn ưu điểm của em là... Nói chung ạ. Nắm tay chị, nắm tay chị. Nhược điểm của em là ăn mặc của em đôi lúc nó hơi điên điên một xíu. Ừ, chị nghĩ không sao mà, giống như em mặc bộ đồ hôm nay nhìn em rất là sport, cái kiểu mình vậy. Dạ. Rồi còn bạn nam bên kia thì sao ha? Dạ, theo em nghĩ thì ưu điểm của em là thứ nhất là thông minh. Dạ, thứ hai là em rất là bản lĩnh, chịu khó, nhạy cảm và tinh tế đối với phái nữ. Về khuyết điểm thì em nói ra thì em lại sợ mọi người buồn cười, bởi vì là em sợ chết. Em sợ chết. Sợ chết hả? Dạ em sợ chết. Mỗi buổi tối mà em tắt điện ngủ á, là mà mọi thứ để tối xung quanh em tối thui thui vậy á, là em nghĩ rằng mình đang nằm trong quan tài. Và thứ hai là em sợ cô độc. Và cái cuối cùng đó là cái tối của em nó khá là lớn, khá là mạnh. Nên là thỉnh thoảng là nếu như trong một mối quan hệ á, sẽ rất dễ là xung đột với cái bằng nữ. Chính xác là như vậy. Dạ. Nếu mà cái tôi quá lớn á thì đôi khi chúng ta trở thành gọi là gia trưởng hả? Gia trưởng nó gọi là cái gì cũng quyết đoán hết trơn, mình không trai quyết hết trơn á. Chào đó. Em. Dạ chào chị, chào thập tử cô nương. Ừ, Đông Hương. Dạ. Rồi tư trượt tại chưa vừa qua mấy mối tình rồi? Dạ em hai mối tình. Rồi mối tình đầu tiên là rắn mà chia tay? Dạ mối tình đầu tiên của em là vào năm 2009. Là lúc đó thì gia đình em còn tương đối ổn định một chút. Và nhưng mà sau khi mà trong khi em có bạn gái của em á thì gia đình em phá sản, phải bỏ học đại học. Gia đình thì là không có gì cả. Em cảm thấy là mình sẽ không chăm lo được cho bạn đó, cho nên là em quyết định là hai đứa cho nhau lối đi riêng. Dạ. Nhìn em như vậy chắc chị không nghĩ là em đã từng đi làm phục vụ bàn, đi làm giữ xe cho người ta. Bạn gái bên đi có chia sẻ là bạn cái làm thiết kế mà. Dạ. Thì tâm hồn rất là bay bổng. Dạ. Rồi thì bạn còn nói là cái gu ăn mặc của bạn á, nó cũng hơi style, hơi là tí xíu. Dạ. Thì em có vấn đề chứ vậy cái gu ăn mặc không? Dạ, mà thật ra thì mặc dù em là người Huế nhưng mà không phải là như mọi người nghĩ là người Huế rất là cổ hủ và bảo thủ đâu. Ừ. Tụi em là những người trẻ mà, tụi em có suy nghĩ rất là phóng khoáng về chuyện đó. Bản thân em là người chủ của công ty, nhưng mà thỉnh thoảng em đi làm thì không phải lúc nào em cũng ăn mặc như vậy. Thỉnh thoảng em đi em mặc quần rách không à?
cũng rất là thực tế, từ đâu cũng được triệu chứng luôn, mà rất là em cũng rất là khùng. Tức là không quan trọng ăn mà quan trọng trái tim rắn thế. Đừng có lộ lắng phản cảm quá là được. Còn lại bạn cứ thoải mái tự tin khỏe cả tính. Rồi là hiểu. Rồi. Nghe hiểu chưa thôi? Dạ chưa? Hiểu. Đó, ông Mai qua đó. Trước khi anh qua anh hỏi em này nè. Dạ. Nếu lấy nhau thì em có bắt buộc cô gái ấy về Huế sống với em hay không? Công việc của em thì chủ yếu là ở ngoài kia, mẹ em cũng ở ngoài kia, và em hy vọng rằng người con gái đó có thể về giúp một tay và em chăm lo cho gia đình của em. Nhưng mà ngược lại, em sẽ cố gắng làm thật là tốt, có cái tài chính vững vàng để ví dụ là trong một tuần thì 3 ngày mình ở Huế rồi 3 ngày mình ở Bình Định chẳng hạn, mình sống thoải mái là được. Chà, ở cái này cũng mệt lắm á. Rồi, bây giờ em đã nghe. Chào gái. Cái mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Cao trên 1m7, không nhuộm tóc, không hình xăm, là biết hiểu chuyện. Tại sao lại không nhuộm tóc? Em có nhuộm được thì chàng trai cũng có nhuộm được chứ. Nhuộm nhưng mà đừng có lố lăng, ví dụ như vàng, xanh, đỏ thì em không thích ạ. Rồi còn gì nữa? Không hối, em không thích gia trưởng, không thích lăng nhăng. Dạ. Mình nãy giờ mình nghe tất cả hai bên nói rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ý kiến người thân xem sao. Dạ. Em gái đi với ai? Dạ em đi với cháu của em ạ. Có cháu. Cháu thấy sao đó cháu? Cho em hỏi anh một xíu là anh có hay đi chơi không? Ví dụ như đi bar hay là đi chơi vũ trường hay là đi với bạn bè á. Chào em, anh có đi chơi nhưng mà vũ trường thì anh không đi. Anh rất là ghét vũ trường bởi vì nó ồn. Tại em thấy cái phong cách của anh ở bên ngoài á thì em nghĩ chắc là anh đi chơi nhiều. Nếu như mà vì em không thích kiểu tóc đó thì anh có thể chiều gì không? Câu hỏi khó trả lời của ông Mai. Là thật. Dạ, anh sẽ ngồi lại nói chuyện về dì của em. Anh muốn biết tại sao dì của em không có thích kiểu tóc này. Và anh phân tích cho dì của em thấy là kiểu tóc hay là khuyến tai hay là hình xăm, tất cả mọi thứ nó chỉ là bên ngoài. Bọn mình không thể nào đánh giá một con người qua bên ngoài của người ta được. Cho là dì em thích đi, nhưng mà kiểu gia đình em thì không thích người nhuộm tóc. Thì như thế nào? Anh tin rằng với những gì mà anh đang có, lúc anh ngồi nói chuyện với gia đình của em thì gia đình của em sẽ dần dà yêu chỉnh cái con người của anh và bỏ qua tất cả những cái vấn đề về bên ngoài của anh. Cảm ơn bé. Thu, tại sao em lại không thích đàn ông nhuộm tóc? Nó có bị khắc khe quá hay không? Dạ không chị, tại vì gia đình em thì nói chung là sống cũng theo một chút phong kiến. Nên ba mẹ thì cũng không thích bạn trai hay là người mà em chọn là phải ăn chơi, phải nhuộm tóc tai màu mè. Đó là gia đình của bản thân em là dân thiết kế thì chị nghĩ thiết kế thời trang thì cũng sẽ open hơn về cái vấn đề đó. Thì em cũng thích nam có nhuộm một xíu màu nhưng mà không nổi bật quá. Từ nãy tới giờ là mình bỏ quên một bước rất quan trọng là nghe tình trường. Em chia sẻ một tí xíu được không? Em trải qua hai mối tình, một mối tình chính thức và một mối tình không chính thức. Mối tình chính thức là em quen anh 10 năm ạ. 10 năm? Dạ. Tại sao mình lại chia tay? Tại anh đó cũng có nhiều điểm không tốt, gia đình em thì cũng khuyên nhủ không chấp nhận. Hai đứa cũng có nhiều cái xích mích rồi chia tay ạ. Nhưng mà em không có dẫn về gia đình hay là em có không cho giao lưu gia đình, nhưng tại sao là gia đình nói anh nó không tốt mà vẫn quen 10 năm? Dạ em cũng có dẫn về nhà. Dẫn về nhiều lần không? Dạ một lần. Một lần một. Chơi quen 10 năm mà dẫn về còn một lần thôi hả? Một lần một thì anh thấy vẫn chưa hợp lý. Giả như em tổ chức nhiều lần hơn nữa để gia đình có thể đối thoại giống như hồi nãy em nói Thông nói vậy đó. Dạ. Chúng ta bằng mọi cách để thuyết phục để xem chứ. Dạ, đúng một đó. Lần nó chưa đủ thuyết phục gia đình. Nhưng mà nếu là em thì là cho dù bằng được không muộn em về em vẫn sẽ về. Nếu mình thương người đó mình bằng mọi giá phải về để thuyết phục gia đình. Đúng vì rồi. Người phụ nữ em sẽ chống lại cả thế giới. Bây giờ thì bên đại diện đàn trai. Con chào chú Cương Linh. Em chào chị Nam Thư. Chào Cưng. Em chào toàn bộ quý vị khán giả đang ở trường quay. Em là em Quân Thông. Thì nãy giờ cũng nghe chị Thu nói thì nếu mà xét về ngoại hình á thì chắc anh Thông bị loại từ vòng gửi xe rồi. Nhưng mà em chỉ nói đến vấn đề về tính cách á. Trong tình cảm thì anh Thông là một người hiền và chịu đựng. Còn nãy em nghe chị Thu nói là chị có tính tha thứ. Thì em thấy là giữa hai người là có cái sự tương đồng về tính cách. Còn bổ trợ nữa. Chắc là nếu mà đến được với nhau là cho nhau một cơ hội thì rất là tốt. Cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ. Tùy các bạn, đây là không gian của các bạn đó. Dạ. Bắt đầu mở rào. Rồi, mời hai bạn. Em chào anh ạ. Chào em. Chào anh.
Hoa, Hoa. Nó muốn mua đặc sản Huế để tặng em nhưng mà hơi khó mang đi. Dạ, nên là anh tặng cho em một bó hoa nha. Em cũng có một món quà tặng anh. Em tặng anh. Cảm ơn anh. Dạ. Em có thể mở món quà của bạn gái xem gì không? Dạ. Trong cái hộp. Lấy ra đi, là cái gì vậy? Ồ, cái đầm em bé hả? Dạ, đầm em bé. Chắc là cái này cho Thu tự làm hả? Dạ, cái này là do chính em làm ạ. Nhưng tại sao em lại tặng một đầm em bé cho bạn trai của mình? À, vì em muốn nếu như mà mình có duyên gặp ở đây mà mình có cơ hội tiến xa hơn thì em muốn con của chúng mình đầu lòng là con gái, và em muốn nó mặc một chiếc đầm màu trắng kết hợp với màu hồng và thêm một ít hạt ngọc trai. Quà cũng rất ý nghĩa ha. Tinh tế. Không biết là em có ý kiến gì nếu em biết anh có hình xăm ở trên tay không? Một hình xăm mà nơi kín đáo thì không sao, nhưng mà em không thích nó lộ liễu ra bên ngoài quá. Bên tay trái của anh á là những cái số lắm ạ. Ngày tháng năm sinh của bố mẹ anh, ngày mất của bố anh, ngày anh thành lập công ty, ngày đầu tiên ngày sinh của con nuôi anh. Còn ở bên tay phải của anh thì là những cái câu thơ chữ Hán mà anh thích, bởi vì ngoài tiếng Anh ra thì anh cũng có nghiên cứu thêm một vài ngoại ngữ nữa, và trong đó chữ tiếng Hán cổ là anh rất thích, chứ không phải là những hình xăm kiểu giang hồ chơi bùa đâu. Dạ. Đơn giản mà, giờ cứ về gặp phụ huynh mặc áo tay dài như vậy cho chị, hiểu không? Anh thấy tóc vậy được chưa? Nói chung là tùy sở thích của anh thích nhuộm thì anh nhuộm, nhưng mà đừng có lòe loẹt nhiều màu trên một đầu tóc là được. Cái này có lòe loẹt không? Cái này dạ. Là màu nấu rồi á, nó không có blue màu mà. Dạ. Như vậy là được đúng không? Dạ. Mai nhuộm thêm màu tím nữa đẹp hơn. Hai bạn nếu mà như vậy là yêu xa thì bây giờ mình sẽ hẹn hò như thế nào nè? Em không còn ngày chuyện phải bay ra bay vào, bởi vì em rất thích như vậy. Bởi vì công việc của em rất là áp lực, nên là em không muốn là suốt ngày cứ đóng đến một chỗ. Em thích là làm việc 5-6 ngày gì đó ở trong tuần, rồi thì dù sáng thứ bảy em sẽ bay vào đây. Em chơi, em đi chơi về Thu, rồi chiều nhật em lại bay ra Huế lại. Một tuần em có thể làm như vậy tuần nào cũng được. Anh không ngại vào Sài Gòn, anh cần lý do thôi. Hay quá. Vậy còn em thì sao? Nếu mình quen nhau thì nếu mình có cơ hội tiến đến với nhau thì em có thể ra Huế với anh không để gặp mẹ anh? Dạ em sẵn sàng. Em nói với bạn gái đi, bởi vì khi nếu mà lấy vợ thì phải về Huế ở đó có được hay không? Em không có quan trọng lắm là người vợ của mình nó phải ở một nơi. Em muốn là bản thân em sẽ cố gắng làm việc để ở cái chỗ nào, ví dụ ở Bình Định anh cũng có một cái căn nhà nhỏ nhỏ, ở quê em anh cũng có một căn nhà nhỏ, ở đây anh cũng có một căn nhà nhỏ nhỏ, ở Huế anh cũng có căn nhà nhỏ, để ở đâu mình cũng có nhà cả. Mình thích đâu thì mình đi. Anh vì anh là người rất thích tự do. Em có thích tự do không? Dạ em thích tự do. Mình giống nhau. Rồi quan niệm về hôn nhân gia đình thế nào hai bạn? Nói anh có quan niệm hôn nhân như thế nào? Một là không cưới, thứ hai nếu đã cưới thì đó sẽ phải là cái cuộc hôn nhân đầu tiên và là cuối cùng luôn. Anh dạ. Không muốn vội vã để rồi là một thời gian ở với nhau mình nhận ra rằng đó là một sự sai lầm. Chẳng thà mình có một thời gian dài yêu đương thật là mặn nồng, thật là thắm thiết, rồi đến một ngày đó mình cảm thấy mình thực sự cần nhau trong cuộc sống thì mình mới kết hôn. Chứ không phải mình kết hôn vì áp lực, không phải luôn vì là bố mẹ bắt buộc hay phải kết hôn, bởi vì độ tuổi của mình là đến tuổi phải kết hôn. Anh muốn như vậy. Dạ. Và trong hôn nhân anh muốn cả hai được có sự tự do. Dù như anh đi chơi với bạn bè của anh hay anh đi chơi với bạn bè của em không cần phải xin phép anh, cũng như anh không cần phải xin phép em. Nhưng vì bọn mình là vợ chồng thì mình phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Em chỉ cần thông báo cho anh biết hôm nay em đi đâu làm gì với ai, anh biết như vậy là được rồi. Ô cha ơi, thiệt luôn á. Ông ni cả anh ni mà đi cô gái là chết, chết tư sống tới chết. Anh có tính lăng nhăng không ạ? Anh ghét nhất là lăng nhăng. Ghét nhất là lăng nhăng. Thiệt không? Dạ thật. Thiệt không? Em thề. Chứ cái thầy cái miền đi ní là đi tại mố là gãi chẹt tại nãy rồi đó. Rồi bây giờ quan điểm hôn nhân của bạn gái thế nào, nói cho bạn trai biết đi. Quan điểm hôn nhân của em là em không vội trong hôn nhân, nhưng mà em chậm mà chắc. Chồng anh cũng cùng quan điểm đó. Dạ. Rồi bây giờ kinh tế như thế nào, tài chính chia sẻ ra sao với nhau? Chung là ai giữ tiền em không quan trọng, nhưng mà cả hai cùng đủ đảm bảo để lo cho cuộc sống của gia đình, cha mẹ là được. Thực sự mới nói luôn, anh nghĩ rằng đàn ông kiếm tiền rất giỏi, nhưng mà giữ tiền thì rất là dở. Cho nên là ở nhà toàn bộ tiền bạc của anh là đều nhờ mẹ quản lý cả. Anh thấy rất là thoải mái. Tại vì sao? Vì anh đã từng là xem cái bảng chi tiêu của mẹ, thế này ôi trời ơi, phải tính toán là ăn sáng chưa, mua này mua nọ mua kia, kiểu thấy rất là đau đầu. Cho bây giờ mình có một người phụ nữ ở bên cạnh mình lo cho mình những cái như vậy, tại sao mình lại không nhờ người ta, mình tin tưởng người ta
mặc dù mình tại sao mình phải suy nghĩ những cái đó cho nó nhức đó nhức đâu, anh muốn thoải mái, cho nên là trong gia đình thì chuyện kinh tế nếu như mình để với nhau thì anh sẽ nhờ mẹ và em cùng giúp anh quản lý. Rửa trong nhà em là trai một không Thông? Dạ em có một người em gái nữa. Rửa là em là trai đầu luôn, trai trưởng chứ nữa. Dạ cả nuôi cả ngoài em là cháu độc tôn, tức là cả nuôi cả ngoài cũng mình anh là cháu trai à. Ngày nay em mới bị gì cả. Ây cha, y cha, hèn chi. Bây giờ quay lại vấn đề nãy, bé Thu muốn cưới về là muốn con gái đầu lòng. À dạ không, cái chuyện đó không quan trọng, mặc dù em không có sợ chuyện đó. Dạ. Quan trọng đúng không? Dạ, trái gãi gì cũng được, cũng là con của mình mà. Rồi ví dụ như là nếu mà tội với nhau thì Thu phải về Huệ ở với em chứ nữa, là dạ. Chắc chắn là phải làm dâu. Dạ thì về làm dâu 3 ngày, sau đó em sẽ đến nhà, em sẽ về nhà Thu làm rể 3 ngày. Một ngày còn lại cho anh tự do hai đứa. Thì sau những ngày đó thì mình ở đâu? Thì anh nói mà anh thích sự tự do, anh muốn và anh muốn là cả hai đứa mình cố gắng để ở đâu mình cũng có cái sự nghiệp của mình cả, mình đi đâu cũng được mà. Anh cảm nhận vợ em như thế nào? Nhìn em rất là cá tính. Hôm nay anh có nghe chị Lâm Thư nói là em khá khung trong chuyện ăn mặc. Dạ. Thì anh thích cái sự khung đó. Anh cũng rất là khung. Nhưng mà khung trong khuôn khổ thôi nha, đừng khung quá. Một nhà hai đứa khung đi nó mệt lắm. Nhưng mà trái ngược với bên ngoài của em khá nội loạn, thì em lại là một người, anh nghĩ là một người nội tâm khá là yếu đuối và là nhu mì. Còn em nghĩ anh như thế nào? Em thấy anh thì cũng cá tính, ấm áp. Ta kết thúc cuộc nói chuyện. Bây giờ các bạn để tay vào nút bấm đi các bạn. Bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, thật sự kiểm tra lại con tim của mình, xem nó có rung động hay không. 3 2 1 Hết thời gian rồi, mời các bạn. Không ai bấm cả. Tại sao em gái không bấm? Tại vì em cảm thấy em chưa có rung động, em muốn dành lại phần đó cho những bạn đang xem chương trình. Chính xác. Bạn nam? Dạ em cũng có suy nghĩ tương tự về Thu. Em nghĩ là em với Thu là làm bạn cùng khung với nhau thì sẽ vui hơn. Đúng rồi. Hãy giữ những món quà của nhau để làm kỷ niệm. Yeah. Ngày mà ta gặp nhau ở đây, hãy sống thật bằng con tim của mình. Yeah. Cảm ơn các bạn rất là nhiều về những điều chân thành đó. Yeah. Rất tiếc là chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Một lần nữa xin cảm ơn. Xin mời các bạn. Rồi. Khuyết điểm thì là em mù đường lắm. Em rất là hay giận nhưng mà cũng chóng quên. Giống là giống sao em? À, không biết, nhưng mà em cảm giác anh Quyền Linh là một người vừa là người đàn ông của gia đình, vừa là người đàn ông của công việc. Em cảm giác là anh ấm áp. Cảm ơn em. Hôm nào mình làm một chuyến miền Tây đi. Cũng được. Hồi giờ anh chưa đi tới đó. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Chào bạn. Rồi. Chị. Rồi. À, thôi mình để đàn trai giới thiệu trước để đàn gái đỡ khớp ha. Giới thiệu đi bạn trai. Rồi. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư, chào bạn nữ bên kia, chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Lời chào trân trọng nhất. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngô Tùng Sơn, năm nay 27 tuổi. Quê quán ở Đắk Lắk, hiện đang làm tại Bình Dương. Công việc chính của em là vận hành máy, còn người tay trái là làm bên môi giới bất động sản. Rồi. Mời bạn gái. Em tên là Nguyễn Thị Thùy Vi, sinh ra lớn lên ở Đắk Lắk. Năm nay em 28 tuổi và hiện tại em đang làm ở Hồ Chí Minh. Dạ, em làm kế toán ạ. Em gái sinh năm mấy? Dạ, em sinh năm 91. Đây, 9... Dạ, 92. 92. Mình có ngại gì đó không? Dạ, không sao, tuổi tác không quan trọng. Dạ, con bạn nào không ngại rồi. Là được rồi. Hay lắm. Ủa, bạn ở Đắk Lắk là ở chỗ nào bạn ha? Em ở huyện nào em gái? Dạ, em ở Buôn Mê. Buôn Mê luôn? Dạ. Đây ở đâu? Đây là dưới huyện, dưới Buôn Hồ, km 92. Buôn Hồ, cách đó cũng không có xa. Dạ, đúng rồi. Giáp là Gia Lai các bạn. À rồi. Bây giờ bạn gái mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Ưu điểm của em là em biết nấu ăn, biết lắng nghe, biết quan tâm
Khuyết điểm thì là em mù đường lắm. Em rất là hay giận nhưng mà cũng chóng quên. Em có cái tật là nhút nhát lắm, với hay nhạy cảm. Em thì cũng hay hậu đậu. Ưu khuyết điểm bạn trai thế nào? Dạ em xin tự giới thiệu thì ưu điểm của em là sống thật thà hiền lành, chịu khó. Em có thể sửa điện nước trong nhà. Em sống tự lập từ nhỏ nên việc nấu ăn đi chợ thì em có thể làm được hết rồi. Khuyết điểm thì em sợ lông mèo, lông chuột và sống nhiệt tình với bạn bè. Chỉ có sợ lông mèo, lông chuột thôi hả? Các loại lông khác có sợ không? Dạ không, nói chung là lông mèo, lông chuột dị ứng nhiều hơn. À rồi. Mình nói một tí xíu về tình trường của mình nè. Dạ, tình trường thì em trải qua một mối tình đặc biệt ấn tượng và ba mối tình chính thức ạ. Chia tay mối tình gần đây nhất thì cũng 3 năm rồi ạ. Dạ. Là sao? Đợi xíu, cái này là phải tìm hiểu kỹ nè. Đúng rồi. Dạ, mối tình ấn tượng đó là năm lớp 10 em có đi học võ và bé đó là người Ấn Độ. Thì bé đó thương em nên tới tận nhà tặng bông là nhẫn. Nhưng mà lúc đó em sợ quá em trốn toilet. Lớp 10 là nhiêu tuổi trời? Cách đây cũng 16 năm rồi. Rồi ba mối tình kia là sao cưng? Ba mối tình kia thì thời sinh viên đi học quen. Đây, quay qua đây nè, quay qua đây tôi nhìn cái mặt coi. Ừ. Dạ. Ừ. Chạy chạy. Ừ, sáng sủa đẹp trai, trắng trẻo. Rồi dạ. Ba mối tình kia thì thời sinh viên chị. Lúc đó thì nghề nghiệp em chưa ổn định, với lại bạn gái suy nghĩ còn non nớt lại nó không được trưởng thành nên em không có quen. Và 3 năm nay thì em lo làm ăn nên là ba cô y chang một tính luôn. Dạ, nói chung là cũng có vài, còn một mối tình thì xa, khoảng cách xa quá không có thể tiếp tục với nhau được. Là yêu xa. Dạ. Cái mẫu người phụ nữ lý tưởng em mong muốn là gì? Mẫu người bạn nữ mong muốn thì bạn đó da trắng một xíu, cao cỡ 1m55 trở lên. Năng động một xíu, có sở thích kinh doanh thì càng tốt. Và có nụ cười hiền như Nhật Kim Anh. Rồi điều em ghét nhất ở phụ nữ là gì? Em ghét bạn nữ thì hay soi mói nhiều chuyện, lại lượm thượm, không gọn gàng. Đừng có xăm mình lớn quá đúng không? Dạ. Bạn nữ bên kia có xăm móng tay vậy? Chị có xăm móng tay. Em không. Không, bạn nữ bên này không xăm móng tay. Em không thích phụ nữ xăm móng tay. Dạ. Ủa sao kỳ vậy em? Nhưng mà sơn đừng có lè lẹt quá được, nhưng xanh nổi. Nó làm néo đẹp chứ rồi đâu em. Dạ. Một bàn tay mà sơn 4-5 màu vậy cho nó nổi đi đám, chứ lẽ giờ móng tay sơn màu đen. Rồi còn tóc tai yêu cầu gì luôn không? Anh này có vẻ kỹ về ngoại hình. Tóc thì dài hơn vai một xíu. Rồi em có chuẩn bị, ví dụ chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch về sau chưa? Dạ, em thì em cũng tính lập nghiệp Bình Dương nên em đã có mua đất ở Bình Dương rồi. Mua đất rồi hả? Dạ, tự mua luôn hay sao? Dạ đúng rồi, tự làm luôn. Vậy khỏe. Giỏi quá, đã mua đất. Rồi em ơi, mình sắp có miếng đất. Ta chuẩn bị tương lai tốt, đàn trai là ngon mà mua đất rồi ha. Dạ. Em chào anh. Chào em gái. Bên đàn trai phải nói là chuẩn bị kỹ lưỡng cho đám cưới, chỉ chờ cô dâu thôi đó. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn bạn nam đó thứ nhất là thích người mập tròn, tại vì em hơi mập. Đâu mập lắm đâu. Em đâu em mập thích lắm người mập tròn không? Dạ cũng được nhưng mà đừng mập quá được anh. Vừa vừa. Không, này bấm mỉm thôi. Mọi người công ty em gọi em là ù ấy à. Không có ù đâu. Em muốn bạn nam cao to hơn em, cao khoảng 1m65 trở lên cũng được. Cao thì có thể hơn nhưng mà to không bằng. Có thể biết nhậu nhưng mà không được hút thuốc. Rồi có thuốc không? Dạ không anh. Không. Chín chắn và biết suy nghĩ lo cho gia đình. Chín chắn đó, bạn này suy nghĩ đúng sâu rồi. Đó dạ. Mua đất để sẵn sàng cho tương lai rồi đó. Em không thích bạn nam mặc đồ lôi thôi. Có áo quần là được rồi. Quá lôi thôi nhanh. Em thấy bạn nam có tính cách giống anh Quyền Linh đó. Anh tính anh sao giống, Linh? Giống là giống sao em? Không biết nhưng mà em cảm giác anh Quyền Linh là một người vừa là người đàn ông của gia đình, vừa là người đàn ông của công việc. Em cảm giác là anh ấm áp. Cảm ơn em. Trời ơi, khen cái mặt chảnh lên liền à. Hôm nay em tới đây em đi với ai? Dạ em đi với em gái và chị họ. Dạ em xin chào chú Quyền Linh và chị Nam Thư. Em tên Thương, em là em gái của chị Vi. Chị em thì có nụ cười duyên nhưng mà không bằng Nhật Kim Anh như anh nói đâu. Còn như em thấy anh bên đây á, thì nói chuyện hoạt bát, lanh. Và em thấy ảnh thật thà, thẳng thắn á. Em nghĩ là hai anh chị nên cho nhau một cơ hội á, để mình tìm hiểu và tiến xa hơn ạ. Cảm ơn em. Đây đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với em trai với lại em gái, là bạn của em gái ạ. Con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Nam Thư và chào quý vị khán giả. Em tên là Hà và em là em gái của anh Sơn. Chưa biết là anh em có thích chị hay không nhưng mà em cảm nhận được là cái gu chị dâu của em có thể thích chị là cái gu chị dâu của em rồi á. Cảm ơn. Tại em cảm nhận được chị có vẻ hơi hiền, nghiêng về một người phụ nữ gia đình hơn. Và anh em cũng thuộc dạng tiếp người là không nhậu nhẹt, không hút thuốc, không cờ bạc và có trách nhiệm với gia đình. Thì em nghĩ là những gì chị nói nãy giờ thì em nghĩ là anh em có thể là đối tượng mà chị có thể hẹn hò được. Lanh lợi quá ha, dễ thương.
Nói chung là hai bên là ủng hộ hết rồi. Mở rào. Bắt đầu đi. Chào em. Hôm nay tới chương trình anh có bó bông tặng em. Chúc em luôn xinh đẹp và tươi như bó bông này. Cảm ơn anh, tặng anh một món quà. Em không biết em có đam mê kinh doanh không ta? Thật ra thì là em vẫn muốn kinh doanh nhưng mà chưa xác định được, là chưa nghĩ ra là mình nên kinh doanh cái gì. Không biết trong tình yêu thì em cần những yếu tố nào cần thiết nhất? Quan điểm của em về tình yêu á, thì mong là tình yêu đó phải lâu dài, chung thủy và gắn bó. Em thì là người thích tâm sự, buồn thì rất là mong có người tâm sự hoặc là chở đi đâu đó dạo hay là gì đó. Thì mong bạn nam sẽ chú tâm tới mình một chút. Cái đó thì anh làm được. Thế mẫu người bạn nữ của anh là sao? Ví dụ như như thế này được không? Thì cũng được, anh quan trọng thì nhân cách hơn, nhiều cách sống với lại mọi người xung quanh, với lại suy nghĩ về chuyện làm ăn lâu dài. Em thì có sở thích gì đó? Sở thích thì là ví dụ như buồn thì rất là thích hát karaoke, thích nghe nhạc buồn. Đi chơi thì rất là muốn đi bằng xe máy. Tại vì đi ô tô bị say xe. Anh cũng vậy, anh đi, anh cũng thích đi xe máy, đi phượt xe máy. À đúng rồi đó, cái đó em vui thích hơn. Đi xe máy. Hôm nào mình làm một chuyến miền Tây đi. Cũng được, hồi giờ anh chưa đi tới đó. Tính em thì có hay kiểm soát về người yêu mình không? Không, em không thích kiểm soát. Ví dụ như như bản thân em cũng muốn có không gian riêng tư. Có người yêu rồi nhưng mà bạn bè rủ đi chơi hay là gì đó thì bạn nam phải cho em không gian riêng tư đó. Thì về vấn đề riêng tư thì ai cũng có vấn đề, cũng có một cái sự riêng tư riêng. Dạ. Nên cái đó thì bình thường, đúng không? Bình thường. Dạ. Còn các bạn nghĩ sao về kiểm soát điện thoại của nhau? Kiểm soát điện thoại thì có thể là không tôn trọng đối phương, nhưng mà nếu như đối phương tôn trọng mình thì sẽ không có gì giấu giếm hết. Đúng rồi, anh có thể cho thì... ví dụ như điện mật mã điện thoại hay là gì đó thì vẫn có thể cho hết được. Đúng rồi, điện thoại nếu mà mình không có gì thì mình không có sợ. Nếu mà hai chúng ta tiến tới hôn nhân thì em có muốn sống lập nghiệp bình dương không? Dạ, em mong muốn tìm một người sống lập nghiệp Bình Dương hoặc là Hồ Chí Minh. Tại vì trước đây là em đã từng ở đây và đã từng về quê, sau đó vào lại đây với mong muốn là có thể lập nghiệp ở đây luôn. Anh thì sở thích của anh cũng đam mê kinh doanh lắm, nhưng mà chưa có điều kiện để làm được. Nên dạ, anh cũng muốn sau này để vợ làm kinh doanh cái gì đó. Kết hôn á, thì anh muốn gia đình sẽ có bao nhiêu người? Cỡ 3 người đồ lại được rồi. Đông quá sợ nuôi không nổi thôi. Nuôi không nổi. Chứ anh này thì anh thích con nít. Con nít thì anh thích. Anh thì nghĩ trong tình yêu thì chúng ta chỉ cần sự tôn trọng, tin tưởng và biết suy nghĩ cho nhau, bỏ bớt cái tôi đi. Dạ. Để hai bên có thể hiểu nhau và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để tiến tới một cuộc sống hạnh phúc. Dạ, em cũng nghĩ vậy. Và hai người trước hết là phải cố gắng thay đổi vì nhau, để dung hòa nhau hay là để hợp nhau thì mới tiến tới xa hơn được. Tốt rồi, sợ lo chê mập. Em thấy có mập đâu. Không, thấy bạn mầm miệng. Mầm miệng là mập anh. Không có đâu, dễ thương thì chưa có mập đâu. Không biết là bạn em có biết hát không ha? Thì mình cũng biết hát nhưng mà hát cũng không hay lắm. Thì hôm nay mình cũng gửi tặng bạn một bài hát. Nụ hôn do em gửi cho dấu yêu, cho đời anh thấy hạnh phúc người ơi. Chỉ cần ta được có nhau trong đời, dù bao giông anh cũng sẽ vượt qua. Em xin hết. Hay, hay quá. Rồi Vi. Dạ. Sở thích hát karaoke mà hát liền chị. Mưa chiều nay rất là như từng bông hoa tuyến rơi đều, có hạt mưa rớt vào tim em nghe lòng băng giá. Mùa thu đã qua đông chớm sang, làm sao để anh biết được hoa kia vẫn không cho tính ta. Hay quá. Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, đang đối diện với gia đình, bạn bè và người thân của mình. Chúng ta không nói dối con tim được nha các bạn. 3, 2, 1. Hết thời gian. Ô, em bấm rồi mà. Đó. Đây. Chúc mừng em. Bấm nhưng mà chưa quyết liệt ha. Em bấm 3 cái một lần thôi. Rồi hai người nắm tay nhau đi.
Bây giờ nè, dễ thương quá. Trước mắt mọi người á, một nụ hôn đầu tiên. Đúng rồi. Em xin phép không? Hay quá. Dễ thương. Tôi thích điều đó, một sự chân thành. Mời chương trình. Chúc mừng hai bạn. Xin mời các bạn. Chúng ta đi và bảo vệ bạn gái nha. Bạn này bổ sung cho bạn kia vài kg là sẽ đồng đều với nhau thôi. Và mong là những bạn nào độc thân thì chúng ta hãy tìm đến với bạn của hẹn hò. Sẽ cố gắng hết sức để kết nối các bạn, tìm được một nửa yêu thương cho các bạn. Không phải là giáo viên tiếng Anh nhưng mà anh có giỏi tiếng Anh. Bởi ngày xưa em cũng từng làm việc ở nước ngoài 5 năm. Bởi vì em là một người sống rất là độc lập. Và tất cả những gì mà em có được là do em muốn tự tạo nên, không liên quan tới gia đình. Em là em, bạn đó đến em chỉ biết em thôi, em đâu có liên quan tới gia đình đâu. Đó. Bên đó sợ con nấu ăn phỏng hả? Bên đây cũng con một, sợ không cho nó ăn, sợ ăn nó no đó. Trời. Rồi sao? Thương con nó vậy luôn á, đừng có đùa. Mời bạn nam. Nhà trai xuất hiện nào. Ngồi đi em trai. Dạ cảm ơn anh. Và mời bạn gái bước ra sân khấu. Bây giờ khi mà hai bạn có mặt sân khấu rồi á, chúng ta sẽ giới thiệu về mình cho đối phương cùng nghe ha. Vâng, em xin chào tất cả mọi người. Chào anh MC Quyền Linh và chào chị Nam Thư. Chào bạn. Em tên đầy đủ là Võ Trí Tuấn, hiện đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, quận Nhất. Em bao nhiêu tuổi rồi Tuấn? Em sinh 88, năm nay 31. Nghề nghiệp chính của em là kinh doanh và giao dịch ngoại hối trên thị trường. Và em có kinh doanh với một lĩnh vực khác là chăm sóc về sức khỏe con người. Rồi, cô gái xanh biếc của chị giới thiệu về bản thân nè. Dạ, cho phép em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Con xin gửi lời chào đến chú Quyền Linh. Em xin gửi lời chào đến chị Nam Thư xinh đẹp. Cảm ơn cưng. Em là Hồ Ngọc Thanh Phương. Em sinh năm 1995, là 24 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại một vùng đất được mệnh danh là thủ phủ của miền Tây. Em hợp tác với các bạn của em mở ra một lớp dạy kèm cho học sinh trung học phổ thông. Và em phụ trách 9 môn tiếng Anh. How are you? Thank you, I'm fine. And you? Oh, very well. Đã nói một tí sở thích và cái ưu điểm, khuyết điểm của mình ha, Phương ha. Em tự tin là em học giỏi. Em ngoan, biết vâng lời người lớn, cha mẹ. Giỏi quá ha. Đàn gái nghe cái linh lịch thấy muốn qua coi mắt rồi đó. Còn khuyết điểm của bản thân? Dạ, khuyết điểm của bản thân em thì là em không có nấu ăn. Em chưa từng vào bếp. Em chỉ có vào bếp đúng một lần, vì lần đó là mẹ em bị ốm thôi. Ba mẹ em sợ em bị bỏng, cho nên là không cho đó, em nấu. Nói vậy là rất được ba mẹ cưng đúng không? Dạ, vì em là con một ạ. Em có một vài phần rất là giống anh. Anh cũng là con một. Và anh không phải là giáo viên tiếng Anh nhưng mà anh có giỏi tiếng Anh. Vì ngày xưa em cũng từng làm việc ở nước ngoài 5 năm. Vậy hai bạn có thể nói nhau tiếng Anh vài câu đi. Can you tell me about your living now? You live your parent with your parent or you living alone? Now I'm living with my family. I'm still with, living with my family, but in future, I have a purpose to make a private flight, and I want to stay with you for the private living, not belong to the family, because I'm the single one, and I don't want to make anything about with my family. That's one my purpose in the future. What's a typical model of the girl do you want to be your wife in the future? I like the girl is lovely and like to travel with me. Okay, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay quá. Hey. Tức là bạn trai muốn mẫu một người con gái của mình là dễ thương đúng không? Yes, đúng rồi chị. Dễ anh thương. Hiểu mà. Anh hiểu mà đúng không? Trời ơi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay quá okay. Linh ơi. Tiếng Anh anh nó rào rào luôn vậy đó. Được rồi. Mình đã nói tiếng Anh nữa là một hồi là anh Linh anh 1, 2, 3 nữa ha. Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ bạn trai, bạn có thể nói một tí xíu về tình trường của mình được không? Nơi mà bắt đầu cái mối tình của em là Singapore. Thì ở đó em và bạn cũng cùng làm việc một chung một công ty luôn. Một cái quá trình làm việc vậy là khoảng hơn một năm. Thì em bạn đó quen nhau. Nhưng mà có một cái trục trặc xảy ra ở bạn nữ là ngày xưa em đi làm việc nước ngoài là vì sự nghiệp, còn bạn đó đi là vì trốn hôn ước. Thì em hỏi bạn đó là bây giờ em quyết định đi, chỉ có thể một người thôi. Thì cuối cùng bạn đó nói là xin lỗi anh. Bạn nam nó
có nhiều cái nghĩa và cái giúp đỡ của gia đình cho bạn gái quá nhiều đi. Em cũng mỉm cười nói ok, anh hiểu. Rồi, vậy là duyên lòng của mình đến đây là hết. Hay à, thôi vậy người ta chọn nghĩa, thôi cũng để cho người ta chọn nghĩa đi. Dạ vâng. Tức là bạn nó không vượt qua được gia đình. Em đã nói với bạn đó là nếu em có thể mà vượt qua rào cản của gia đình, bỏ hết mọi thứ thì em có thể xây dựng một cái gì đó riêng của hai đứa mà. Bởi vì em là một người sống rất là độc lập, và tất cả gì mà em có được là do em muốn tự tạo nên, không liên quan tới gia đình. Em là em, bạn đó đến em chỉ với em thôi, em đâu có liên quan tới gia đình đâu. Quyết định là của em luôn. Thì còn vấn đề ở chỗ của bạn thôi. Nếu bạn vứt bỏ ra được cái vấn đề của gia đình thì ok. Cũng khó, khi mà tình yêu chưa đủ lớn, chưa đủ thăng hoa thì người ta có thể chọn một cái bến đỗ khác. Cái này mình cũng không trách ai được ha. Đúng rồi. Hy vọng hôm nay mình sẽ tới Cần Thơ gạo trắng nước trong nha. Em hỏi bạn nữ bên đầu dây bên kia, cái hồi nãy có nghe nói Cần Thơ là địa danh gì á chị? Thủ phủ của miền Tây. Tại sao gọi nó là thủ phủ miền Tây? Tại vì ở miền Tây Nam Bộ, bắt đầu từ Long An đi ngược về dưới chính tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thì chỉ có thành phố Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ương. Nơi đó là nơi đầu tàu về kinh tế, về sự giao lưu, về tất cả mọi thứ. Em thì em chỉ có nghe đâu đó một bài thơ về Cần Thơ, Cần Thơ gạo trắng nước trong. Đúng gì đó, nhưng mà ai đi đến đó lòng không muốn về. Cần Thơ đó, có bến Ninh Kiều, có thôi cái đó được rồi. Cái hình mẫu lý tưởng của em về một cái cô gái mà em mong muốn là gì? Ưa nhìn đó. Bà nữ nào cũng ưa nhìn hết trơn á. Dạ đúng quan rồi, quan trọng mình có thích nhìn hay không thôi. Chính xác. Và cái quan trọng là tính cách, em thích một bạn gái có cái sự nữ tính trong người, nhẹ nhàng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng thôi. Gái miền Tây nữ tính lắm em. Ngọt ngào, ngọt đúng ngào không mà. Dịu dàng lắm. Như hồi nãy giờ em nghe chia sẻ rồi đó, bên nữ, bên bé Phương bên nhà chị là gái một. Ba mẹ không cho vô bếp nấu ăn, đúng không? Dạ, sợ đúng. Gì? Sợ phỏng. Tức là sao? Như vậy là biết cũng rất là được yêu thương, rất là được cưng chiều. Mà ba mẹ bên Phương, ai mà muốn quen con gái phải tới nhà gặp mặt trước đó. Trời ơi. Đó. Bên đó sợ con nấu ăn rồi phỏng hả? Bên đây cũng con một, sợ không cho nó ăn, sợ ăn nó no đó. Trời. Rồi sao? Thương con nó vậy luôn á, đừng có đùa. Đó. Bên kia con một, bên đây cũng một con chứ bộ. Ý con một chứ bộ. Dạ con chào chú ạ. Chào con. Dạ. Gái Cần Thơ ha, dễ thương, nết na thùy mị. Con tưởng tượng xem hoàng tử trong mơ của mình là người như thế nào. À dạ, con nghĩ là ảnh sẽ cao. Cao? Dạ, có ngoại hình kiểu tiếp thanh niên nghiêm túc với chút. Là tóc thì phải cắt gọn gàng nè, không có cắt kiểu undercut hay là nhuộm. Dạ, đẹp trai. Thấy cũng được á, cũng hợp lý đó. Con có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, mẫu hình lý tưởng của con là sát Lê Đăng Khoa. Là ai vậy? Lê Đăng Khoa là một cái người mẫu người đàn ông business, doanh nhân, đẹp trai, cao ráo, hết sức là nói chung là chuẩn soái ca, niềm mơ ước của rất nhiều cô gái. Tức là đẹp trai mà kinh doanh giỏi nữa đó hả? Bên đây nãy giờ cũng đi làm nước ngoài ha, cũng tiếng Anh giỏi, nói chung đây cũng người đàn ông soái ca đó. Dạ. Nói chuyện ca mũ, ca nhựa, ca gì thủy tinh gì chú không biết nha. Dạ. Có tự con tìm hiểu chứ. Dạ. Chú thấy là có ca đó. Rồi, con không thích điều gì ở đàn ông nhất? À, dạ con không thích bạn nam hút thuốc. Có không? Em biết hút nhưng mà hiện tại không hút. Đúng, anh cũng có hút nhưng mà không bao giờ hút. Nhưng mà em từ bỏ thuốc không phải vì lý do khác mà vì lý do bản thân em muốn bỏ và sức khỏe. Chính xác, hút thuốc có hại sức khỏe. Vậy mà cũng có nhiều người hút. Không thích gì đàn ông nữa? Dạ con không thích bạn nam ăn thịt cuốn với mèo. Thịt gì? À thịt chó, thịt mèo hả? Trời. Em kỵ thịt chó và em cũng không thích ăn thịt chó nữa. Đúng rồi, không nên ăn thịt cuốn và mèo. Cho nên bạn nữ bên kia yên tâm, anh không ăn thịt cuốn và mèo. Dạ như vậy là được rồi. Được rồi ha. Em phải thêm vô chứ, không lăng nhăng, không gia trưởng, không xét nét, phải đủ chuẩn chứ. Những cái thứ đó nói em có không? Em là một người sống thiên về hiện đại và có phong cách hướng ngoại một chút. Họ không có gia trưởng, nghĩa là họ balance, công bằng ở trong gia đình. Vợ và chồng thì đều được quyền ý kiến và phủ quyết. Đó là thuộc về tính cách của em. Nói rồi. Nói chung vợ chồng nhau là về bỏ phiếu đi. Thấy ai phiếu nhiều là thắng. Nhưng mà đôi khi em nghĩ thì người đàn ông cũng nên nhường họ một tí. Đó. Rồi. Soái ca là chỗ đó đó. Bây giờ mình hỏi kiến người thân đi nha. Đúng rồi. Phương, hôm nay em tới tham gia chương trình với ai? Dạ, em đến với mẹ của em ạ.
À dạ, con chào cô, chào mẹ của Phương. À, lời đầu tiên là tôi xin chào chương trình. Dạ. Và chào hai em, Nam Thư xinh đẹp. Dạ, cảm ơn cô. Và Quyền Linh vui tính. Quyền Linh dịu dàng. Quyền Linh vui tính, rất dạ. là vui tính. Chào cô. Cô thấy con trai là được, đúng là một cái tính cách của thanh niên thế hệ mới ngày nay. Dạ chỉ được thôi hả cô? Được là tốt đó, được là tốt đó cháu. Dạ vâng, con cảm ơn cô. À cô ơi, theo chia sẻ thì cô là người nói bé Phương đi tham gia chương trình này, đúng không cô? Lý do tại sao vậy? Vì cô thấy chương trình này là rất là thiết thực. Dạ. Rất là tốt cho thế hệ trẻ ngày nay là tìm đến với nhau á, bằng cách là đàng hoàng, chính thức, chứ không phải là đi hẹn hò ở bên ngoài mà không có ý kiến của cha mẹ. Cô cũng có lời cảm ơn chương trình rất nhiều, vì chương trình có rất nhiều ý nghĩa. Dạ. Dạ. Cô rất là ủng hộ điều đó. Dạ, cảm ơn cô đã tin tưởng vào sự uy tín của chương trình. Dạ. Bạn trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đến chương trình với em họ của em là Vương. À, em trai hả? Dạ, trai. Em trai, em họ. Em xin chào chương trình và em chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Chào cưng. Để bên chương trình thì em cũng thấy bên đằng nữ là một bạn nữ khá là xinh và cũng tuổi trẻ, tài cao rất là tốt. Về phía anh Tuấn thì anh cũng có rất nhiều điểm tốt. Và trong mặt tình cảm thì anh cũng biết chăm sóc những người phụ nữ. Nếu ngày hôm nay mình mém duyên thì có thể mình tới được với nhau. Còn nếu mà không với nhau thì mình vẫn là bạn bè, thoải mái và tìm hiểu tiếp tục. Rồi, cảm ơn em. Chúng ta đã nghe ý kiến của những người thân rồi. Bây giờ quyền quyết định vẫn là của các bạn. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi Tuấn. Anh chào em. Dạ, em chào. Hôm nay anh đến với chương trình, anh có một món quà nhỏ tặng cho em. Thì nó xuất phát từ một câu chuyện ở Nhật Bản. Anh chàng này rất là yêu cô gái này. Thì anh ta không biết cách nào để mà làm cho cô gái phải đáp lại cái tình cảm của mình. Thì anh ta làm cái món quà tặng cô ta. Thì cái ý nghĩa món quà xuất phát từ cái ngày đó và câu chuyện từ Nhật Bản. Cảm ơn em. Dạ, em cũng có món quà muốn tặng cho anh. Dạ, anh có thể mở nó ra giúp em không được? Ok. Cuốn sách tựa đề là Hạt giống tâm hồn. Sách dành cho những tâm hồn không bao giờ gục ngã. Dạ, đó cũng là một bức thông điệp mà em muốn gửi đến anh. Và đó cũng là châm ngôn trong cuộc sống của em. Cuộc sống này thì luôn luôn tồn tại những điều khó khăn và thử thách. Nhưng mà chỉ cần mỗi người có giữ vững lòng tin của mình thì giông tố nào cũng sẽ vượt qua. Hay quá. Cảm ơn em. Thì, Trời ơi. Anh là một người trong... anh có một cái niềm đam mê về thiên về kinh doanh. Thì... trước khi đến với em hoặc là cho dù bây giờ gặp em thì nó cũng đã trở thành một cái tính cách của anh là cũng khó mà gục được. Thì thường gục anh cũng sẽ tự đứng lên, cho nên em yên tâm. Nhưng mà dù sao nữa cũng cảm ơn cuốn sách của em, anh cũng khá thích đọc sách. Nhưng mà đây là chủ đề sách thì đây là cuốn sách lần đầu tiên anh gặp. Dạ. Cảm ơn em. Mời hai bạn về cũng ngồi. Hai bạn này nói chuyện với nhau hợp đấy, tôi thấy rất thích. Em muốn là người nói trước hay em muốn anh là người hỏi em trước? Dạ em hỏi anh trước ạ. Anh hy vọng điều gì nhất ở người phụ nữ trong tương lai của anh? Người phụ nữ anh cần trong tương lai là anh không có muốn họ thiên nhiều quá về công việc. Thì họ có quyền lựa chọn cái công việc thích của mình, nhưng mà đừng vì nó mà đánh đổi gia đình. Em không biết nấu ăn đúng không? Anh biết một chút, nhưng mà anh có kế hoạch là tương lai sẽ đi học nấu ăn. Nếu em thích thì tụi mình sẽ đi học để em biết cách nấu ăn. Đó là cái hình mẫu người phụ nữ mà anh mong cầu. Thì anh cảm nhận em khá nữ tính. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ vâng. Dạ, câu hỏi thứ hai của em là anh nghĩ là anh có thể mang lại điều gì cho người phụ nữ trong tương lai của anh? Sự an toàn. Dạ, và một câu hỏi cuối nữa thôi là cả anh và em đều là con một. Thì anh nghĩ sao về vấn đề này? Con một hay là con thứ hai gì đó, thực ra nó chỉ là con số thôi mà, đúng không? Nó đâu có quyết định cái cách sống của mọi người đâu. Con một đôi lúc cũng có cái hay của con một, nhưng mà con thứ hai thì cũng có cái hay riêng của con nó. Quan trọng là người ta biết tận dụng cái vị thế của mình như thế nào thôi. Bởi vì anh là con một, không anh biết chắc là không có ai mà hả có thể hướng dẫn mình hay là chỉ mình ở chỗ đó không đúng này nọ vân, cho nên tất cả mọi thứ anh đều phải tự làm. Quan điểm của anh cũng giống với quan điểm của em, là ngay từ lúc nhỏ em cũng suy nghĩ mình là con một, là niềm tin duy nhất của gia đình, cho nên mình phải cố gắng hết sức.
mỗi bạn là con một, cái khó nhất thế này ai sẽ theo ai? Đúng vậy. Cần Thơ anh nhớ không làm thì cách Sài Gòn 3 tiếng đúng không em? Dạ. 3 tiếng chạy xe. Sắp tới có đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đi có 2 tiếng thôi. Thì anh không có ngại từ thành phố Sài Gòn xuống là bao xa. Anh có thể xuống dưới đó chơi với em. Công việc của anh nó không có quá gò bó về thời gian, bởi vì anh kinh doanh thì anh có thể sắp xếp thời gian được. 2 đứa tiếng xa hơn thì em có chấp nhận về Cần Thơ ở dưới lập nghiệp hay không? Đúng hay rồi. Là bạn gái sẽ theo em lập nghiệp? Cái này mới là cái quan trọng. Sài Gòn thì nó tấp nập nhưng mà mọi thứ đều có. Còn Cần Thơ thì nó là quê, có thể nó yên tĩnh hơn. Vậy em muốn sống ở đâu? Ai nói em Cần Thơ là quê? Cần Thơ bây giờ cũng dữ dội lắm em. Xuống như mua đất rồi là biết. Còn mắc hơn đất thành phố luôn đó em. Bây giờ mình quan điểm là gì? Nói cho nhau biết luôn. Anh muốn lập nghiệp ở Sài Gòn. Thì tại vì mọi thứ ở Sài Gòn nó hỗ trợ tốt cho cái công việc và sự nghiệp của mình. Còn em? Đối với em thì nơi nào có tình yêu thì em sẽ đến nơi đó thôi. Trời ơi. Cảm ơn em. Con một mà bỏ ba mẹ đi luôn cái tình yêu đó chưa? À dạ mẹ con có nói với con như vậy. À mẹ con cho mẹ con đồng ý. Mẹ thiệt tốt rồi nha. Vì tình yêu hy sinh cho con luôn đúng không? Thiệt bà mẹ tốt. Còn nếu mà thật sự em muốn ở Cần Thơ để mà em có thể tiếp tục công việc của em á, thì anh vẫn có thể điều chỉnh được. Bởi vì công việc của anh nó không phải là cố định một nơi. Nó là, công việc của anh là kinh doanh và đầu tư về một cái lĩnh vực nào đó thôi. Thì nó có thể di chuyển được. Em muốn có thể làm cô giáo với anh vẫn có thể xuống. Chính xác, đúng anh không? Cho em quyền lựa chọn. Hay quá vậy ta. Hay quá. Rồi. Hết thời gian. Thời gian trò chuyện của hai bạn đã hết ha. Hãy trân trọng nút bấm và có trách nhiệm với nó. Bắt đầu. 3, 2, 1. Hết thời gian. Wow. Ôi. Chúc mừng. Chúc mừng em. Đây quà của bạn trai này. Nào, nắm tay nhau đi nào. Con xin nói vài lời với bác là hôm nay tụi con quyết định hẹn hò với nhau. Thì bây giờ, bắt đầu từ bây giờ thực tế tương lai sau này bác có thể yên tâm để con gái của bác con có thể chăm sóc thầy bác. Bác đồng ý cho hai con tìm hiểu nhau. Dạ vâng, con cảm ơn bác. Theo quy định chương trình vậy con cũng xin phép bác là con có lấy hôn con gái bác không ạ? Bác cho phép rồi, cứ tới đi cưng. Rồi. Chúc mừng các bạn, chúng ta thật sự là đã hẹn hò với nhau. Dạ vâng, cảm ơn anh Điền Linh và chị Nam Thư. Cảm ơn cưng đã tới tham gia chương trình. Nắm cảm ơn tay các nhau. Bạn. Đừng buông tay ra nha. Em biết nhậu chị ơi. Tiểu lượng cũng tầm gỡ 7-8 lon thôi ạ. Quá dữ, cũng dữ rồi hả? Dữ, dữ. Chà, hai đứa hợp ghê, đứa Bình đứa An ha. Đáp bình lại an. Bình An. Cái sinh nhật sắp tới của ấy á, em ship cua, ghẹ, ốc. Ôi rồi tưởng gì chứ. Hồng hết trơn. Tưởng gì cái đấy là đơn giản lắm. Ừ, thí dụ thế cho nó lạ. Tại sao anh tặng cua cho em? Không, anh biết trước là em biết em thích ăn đồ hải sản nên anh tặng hải sản cho em á. Dạ, ôi, anh hay quá. Mời bạn Nam. Mời đi bạn. Và xin mời bạn nữ. Bạn hãy giới thiệu về mình đi. Vâng, cháu xin giới thiệu, cháu tên là Trương Công Bình ạ. Cháu 24 tuổi, cháu quê Thanh Hóa. Và bây giờ đang làm trong thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì cháu? Dạ, bây giờ cháu đang quản lý một cửa hàng thu mua và xuất khẩu hải sản từ sông. Vậy sống ở quận nào? Dạ, cháu sống ở quận 12. Mời đàn gái giới thiệu về bản thân mình nè. Xin chào MC Nam Thư, MC Huyền Linh. Quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay và bạn nam bên kia, em tên là Chiêu An, năm nay 22 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, đang phụ giúp cho công ty của gia đình. Vậy thì bây giờ bên đàn trai mình giới thiệu một tí xíu về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân nè. Dạ, điểm mạnh là em tự lập từ nhỏ, có lối sống giản dị, cũng nhút nhát, cũng biết nấu ăn rồi. Dạ, điểm yếu thì có hơi có chút bộn bề. Đó, rồi mời đàn gái. Dạ, điểm mạnh của em là em có nấu ăn ngon, làm việc, dọn dẹp nhà cửa, tự chăm sóc bản thân. Điểm yếu của em thì em có một chút nóng tính với không cẩn thận. Tính em cũng hơi bề bộn không chút. Vậy là biết làm đồ nhậu không nè? Làm đồ nhậu thì em không biết, nhưng mà làm bánh thì em biết. Bình ơi. Dạ.
Em biết nhậu không Bình? Dạ, em biết nhậu chị ơi. Tiểu lượng cũng tầm gỡ 7-8 lon thôi ạ. Quá dữ, cũng dữ rồi hả? Dữ rồi, dữ. Chà, hai đứa hợp ghê, đứa Bình, đứa An ha. Ráp lại, Bình An. Ủa Bình, dạ. Là cháu có mấy mối tình rồi? Cháu trước kia là có 2 mối tình. Thời trung học phổ thông là mối tình đầu. Mới đây thì cháu chia tay đã 3 năm rồi, quen nhau 2 năm. Cháu thì làm kinh doanh ngoài Hà Nội, còn cô đấy học ở trong Sài Gòn. Không có cùng chung cái chí hướng đó đúng không? Đúng rồi ạ. Trời ơi, quà cáp bò tùm lum hết trơn. Bò luôn hả? Ừ, quà cáp nó bò tùm lum tùm la hết trơn. Em thì chưa có trải qua mối tình nào. Trước đây thời gian thì bận học, cũng vẫn chưa có thời gian trở qua một mối tình nào hết. Nắm tay ai chưa? Dạ, nắm tay thì cũng có nắm tay nhưng mà hôn chưa... ai chưa? Thì chưa. Có hôn ba hôn mẹ nhưng mà hôn người yêu, đang tính là hôn người yêu nè, là chưa đúng không? Dạ. Vậy thì cái mẫu người đàn ông á mà em mong muốn là như thế nào? Em mong muốn là một bạn nam cao hơn em trên 1m65, ngoại hình ưa nhìn một chút, tính tình tốt, có trách nhiệm, chung thủy. Thích bạn nam có tính lãng mạn chứ. Tại vì em cũng thích đọc tiểu thuyết ngôn tình á. Vậy gì tiểu thuyết ngôn tình rồi có coi phim Hàn Quốc rồi gì không? Có mê dạ, không? À, có coi phim Hàn Quốc mà không có mê. Bình có lãng mạn không? Có chứ chú. Chào em, Bình. Mà... ví dụ lãng mạn sao nè? Đến ngày sinh nhật của cô đấy, mình tổ chức tạo cái phòng nhạc rồi mình xếp hoa, mình trái tim rồi mình đứng đấy mình tặng cô ấy. Xếp hoa là chuyện bình thường rồi. Cái sinh nhật sắp tới của ấy á, em xếp cua, ghẹ, ốc. Ôi rồi, tưởng gì chứ hết trơn. Tưởng gì cái đấy là đơn giản. Ừ, thí dụ thế cho nó lạ. Thì em có ngại là khi mà em yêu một cô gái chưa bước qua mối tình nào, em sẽ làm như thế nào mà thích lãng mạn nữa? Chinh phục cô ấy thì phải có thời gian, nên rồi mình cứ tán tỉnh rồi đến rồi. Tán tỉnh như nào? Cứ tặng cua, ghẹ xuống. Ông đừng có nghe anh Linh. Anh... vấn đề mình sống chân thật thôi, mình nghĩ sao mình làm vậy. Thật sự tặng bó hoa hồng không bằng 2 con cua đâu. Tặng 2 con cua ngon hơn, ví dụ như... An, dạ, thích ăn hải sản không? Dạ, thích. Ôi, có gì chia chị bớt nha. Dạ, chị yên tâm. Cửa hàng qua đây là em làm chủ luôn hay sao? Em vừa làm với người ta nhưng mà em cũng vừa làm chủ. Thì tốt quá rồi. Rồi, vậy là được rồi. Em xin Quỳnh Linh. Dễ thương. Ở đây nhát quá. Dạ. Khi mình có một người đàn ông bên cạnh mà nhút nhát quá, mình thấy sao? Dạ, em thấy cũng bình thường. Chàng này là giống như từ Thanh Hóa mà để lập nghiệp á. Em có lo điều đó không? Dạ, em cũng có một chút lo. Em không thích điều gì ở người đàn ông? Dạ, em không thích con trai mặc đồ leo lạc. Không có chú ơi. Chuyện cái đấy là không có luôn á. Chưa gì sợ. Không hút thuốc. Còn cái này lại càng không luôn. Đấy, lại được chưa? Không thích bạn nam nóng tính. Có nóng tính không? Nóng tính là không có đâu. Nhát thấy mồ nóng gì nổi nữa. Gì nữa? Dạ hết rồi. Hết rồi đúng không? Rồi bây giờ anh thấy được đó. Rồi An, hôm nay em đi với ai hả An? Hôm nay em đi với mẹ và dì. À, có mẹ luôn hả? À, xin chào MC Quỳnh Linh, MC Nam Thư. Dạ. À, khán giả tại trường quay. Em là mẹ của bé Chiêu An. Thì mẹ thấy thì bên đàn trai thì cũng được. Nhưng mà cho cô hỏi, nếu mà con đang làm trong thành phố Hồ Chí Minh thì cô có mình Chiêu An à? Ví dụ hai đứa mà được á, con ở đây lập nghiệp hay là con đi về có làm dâu gì không con? Con thì chắc chắn là trong Sài Gòn lập nghiệp rồi. À, ba mẹ con thì ở ngoài quê. Vâng, đúng rồi. Rồi con có mấy anh chị em? Nhà con có 5 anh chị em nhưng mà con là người thứ tư. Với lại con có tính tự lập từ nhỏ, con đi tìm hiểu hay đi làm công chuyện của mình là mình là xác định là mình phải đi làm để phát triển sự nghiệp của mình thôi. Ừ. Thì cô chỉ hỏi vậy thôi, còn lại thì hai đứa tìm hiểu nha. Cô thấy đàn trai được không? Cô thấy thì được đó, mẹ thấy cũng được thì ăn thua con thôi. Bình đi với ai? Dạ, hôm nay cháu đi với em. Chào anh Quỳnh Linh và chị Nam Thượng. Em là em họ của anh Bình. Em nhận xét bạn gái bên này thì bạn gái bên này là dễ thương, tính tình tốt, hợp với anh Bình. Cảm ơn em. Bây giờ mình kéo rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Muốn nói gì nói đi Bình. À, cua. À. Em có biết nhậu không? Vì cái công việc của anh là nhiều khi giao tiếp khách hàng rồi cũng phải đi nhậu rồi
với người ta. Em thì em không có biết nhậu, em chỉ biết uống rượu nhẹ thôi. À, rượu nhẹ. Nếu như mà anh uống rượu thì uống ít thì không sao, đừng uống nhiều quá, tại vì uống rượu nhiều là sẽ không có tốt cho sức khỏe đâu. Cái đấy anh biết, công việc của anh đó, đi giao lưu hay là khách hàng, nói chung là mình chỉ là nhậu vui trong công trên bàn thôi, còn công việc không có ai thì tiết lộ cho ai được. Tại vì ba em cũng nhậu, nhưng mà em cũng không thích ba nhậu quá nhiều. Mai mốt nếu mà anh có công việc bận thì anh có thể đi chơi với em. Anh có thể, vì cái công việc anh sắp xếp được. Tặng quà nhau trước đi rồi mình nói chuyện. Cua viết để hồi chết queo hết trơn. Tặng ta luộc liền ăn luôn đi. Nè. Anh tặng em à? Dạ, đúng rồi. Thôi để anh... Thì em để bên đây. Chưa đưa, trao tay. Tại sao anh tặng cua cho em? Không, anh biết trước là em biết em thích ăn đồ hải sản nên anh tặng hải sản cho em á. Dạ, ôi, anh hay quá. Em cũng tặng cho anh bánh. Tại vì em cũng có làm bánh nhưng mà gấp quá em làm không có kịp. Nếu như mà có cơ hội thì sau này em sẽ làm bánh cho anh ăn. Bánh gì đó mở coi làm coi ngon không? Chắc là nhìn này chắc ngon lắm á. Đâu đưa anh coi ăn được không? Mời em xin Quyền Linh ăn. Trời ngon quá ta. Chút ăn trước đi không dám ăn chứ. Nói chung là anh mới lần đầu gặp em nhưng mà anh thấy em cũng là người kiểu cũng mẫu hình của anh cũng thích. Lâu về dài thì mình phải có thời gian để mình tìm hiểu với nhau được. Mình cho nhau một cơ hội tìm hiểu cho nhau đi. Được, em cũng muốn có cơ hội đi tìm hiểu anh. Tại vì mình mới gặp nhau có một tí thôi, nhiều cái mình vẫn chưa có hiểu nhau. Quan điểm tình yêu của anh là như thế nào? Anh ghét sự giả dối và đúng lăng nhăng lắm. Em thì cũng đơn giản, chỉ cần đơn giản là được à. Anh cũng đơn giản lắm. Em không thích bạn nam nhắn tin hoặc quan tâm quá nhiều đến mình. Chỉ cần nhiều lúc nhập mặt nói chuyện với nhau là được. Này, cái này em giống tiếng Anh đấy. Dạ. Anh cũng không thích cũng nhắn tin nhiều. Đến lúc một lúc mình hiểu nhau thì lúc đấy mình chỉ gặp nhau là mình tự hiểu. Hai đứa này quen nhau đỡ tốn tiền điện thoại. Đỡ, rất đỡ luôn á anh Linh à. Không có ghen. Chắc cũng ghen một xíu đó. Nhưng mà anh ghen xíu là hết à. Tính anh không giận nhiều, anh không giận dai được. Rồi bây giờ hát tặng nhau một bài đi nào. Anh sẽ hát bài. Đôi chân đi tìm một nửa yêu thương khi trái tim thổn thức. Sáng em hôm nào trượt lòng đi ngang mắt tôi xin cười. Ta tìm em trên con phố ấy, ta đợi em góc ngã tư đường qua. Mong tình yêu cho đôi ta gặp gỡ, xin em hãy quay về đây. Rồi, cảm ơn em. Rồi, hết thời gian. Có rung động thì bấm. Bởi chúng ta đang đối diện với ba mẹ, bạn bè, người thân và hàng triệu khán giả. Và rất mong là các bạn sẽ nắm tay nhau và ra về ha. 3 2 1 Hết thời gian. Wow. Chúc mừng em. Hai bạn nắm tay nhau đi. Đây là những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng. Giữ để xem phim nha. Xin phép mẹ vợ tương lai. Dạ, cho con xin phép hôn em gái hả? Thật sự nói thì cặp hôm nay rất là dễ thương. Dạ. Một chàng trai tặng cua cho cô gái và cô gái tặng bánh bông lan cho chàng trai, dễ thương lắm. Và cuối cùng tôi cũng lụm được miếng cái bánh. Trời ơi. Mà... Biết vậy hồi nãy em bắt con cua em giấu rồi. Mà anh không nhanh biết... lắm.